À, chị bữa nay đi học múa nè nha cô chú nha. Cái động tác đầu tiên để khởi động thì giống như stretch, là giống như co giãn này đó. Mới ngủ dậy nửa tiếng đồng hồ trước đó cô chú. Sáng nào đi học múa là Ngọc cũng tới, Ngọc cũng nói thôi chắc cho nghỉ, tại vì ha cho đầu tội nghiệp quá cho đi ngủ. Chặt lớp trưởng, lớp trưởng à, chỉ cô làm qua té. Chỉ cô làm qua bị té. Chỉ cô đưa tay đưa đầu gối rồi lên đây cho cô hôm qua con bị té còn được đời không. Trong trong ấy này, cái đám này chắc chỉ là con đứa con nít, là con nít nhất luôn á, thấy nhìn bà già chứ nít nhất luôn, chứ có thấy ai đi vô phe là bị té hay bị gì trong nhà đâu. Bả là bả vô bay bà phe hay là tại vì bả nhõng nhẽo quá. Trời gì nữa, trời ơi mét nữa có được đời không. Đã nói rồi, đi vô bữa nay đi học là phải đàng hoàng, chứ không có được vô nhìn ngó đồ của bạn, không được mất tập trung nữa. Có cô kia cô nhắn tin cô nói hả ăn chay mà mỗi lần được học múa giống như coi phim hài vậy đó. Cô xếp bằng rồi, có cái đầu gối tan nát kìa, không có đầu gối là nó dẻ lên đó cô chú. Cười cười trời ơi nhìn bạn bè cười có cái mặt kìa giống y chang bà ngoại không. Giống y chang như sa tế bà ngoại chơi chay không. Coi điều hành không, không tự lại đưa đi, đưa cái đưa cho người ta. À, coi này nha, chút nữa là đã kêu nó rồi nha, đừng có đứng kế người ta ăn chi nha. Nó mà nó nói di chuyển cái cục đó cái gì về nhà quýnh lên bờ xuống đụng luôn. Đã dặn rồi đó, đừng bao giờ đó, đứng sát bên người ta để người ta múa và mình múa nữa. Đó, đó, khiều khiều gì á, khi người ta im lặng là sao vậy. Có làm gì à? Làm gì à? À, nhạc chưa lên đã nhảy rồi đó, tới nhạc lên thì không chịu nhảy đó, ru em đó, vũ điệu ru em vừa vừa ru vừa ngáp á, em ơi chị buồn ngủ quá đó. Đó, thấy người ta đi tiểu chạy ra cái đi tiểu rồi ta đập chân trận nè. Ừ, đó nhìn nhìn đi rồi đi ra đây, người ta làm bộ đi ra là ta đập chân trận, mới vừa đi ở nhà rồi đó. Rồi cô đứng che chạy luôn rồi, chứ không có bè khác mà. Tự nhiên cô bước lên, cô bè cái háng đang nhìn nhìn vô video nên nhìn gần. Kỳ thiệt á. Hãy
Rồi, chỉ cho người ta cách làm đó, chỉ người ta cách học mà không chịu nghe cô đó. Đó. Cô mà chờ chừng nào cô bè kháng ra mới thấy chạy được, còn cô đứng im là không thấy chạy được rồi. Cô chơi gắt dễ sợ, cô chơi là cực mạnh và cực gắt luôn á, nhiều chuyện đó, cái mỏ nhiều chuyện đó đó, đó đó là la liếm tới để nghe câu chuyện. Ngồi chầm hởm có được đời không? Ngày được, nay được cũng đông đông. Nay cũng được đông đông. Trời, có được đời không? Được đời không? Thầy, bữa nay chạy đi học bơi nè cô chú ơi. Để đây đây, quay qua cho cô chú coi bộ đồ mẹ mới mua hôm qua, lẻ lắm, đẹp lắm. Quay mặt qua, ủa này phải chay không ta? Ủa phải hả? Cắn móng tay phải không? Đi giỡn mặt phải không? Dạo này nó hư lắm nha cô chú nha, nó cắn móng tay, cô chú coi cái móng tay của nó nè. Đây nè, nó bây giờ nó cắn cục cái móng tay nó luôn nè cô chú ơi. Đó. Trời đất ơi, trời ơi. Nào nhảy lại coi, nhảy lại coi. Nhảy lại coi. Nhảy TikTok làm sao? Rồi chừng nào tới con bơi. Áo mày mua ha, mày mua cái áo có một trái tim thề bự thiệt bự luôn đó không? Có nghĩa là mình phải yêu thương tất cả mọi người nghe chưa? Mày phải giúp đỡ yêu thương tất cả mọi người nghe không con gái vui ơi. Nghe không người thừa kế ơi. Kêu nó là người thừa kế. Không khoái bơi lắm cô chú ơi. Đâu trai nhảy coi, trai nhảy coi, trai nhảy coi. Cô chú thấy nó có ngại có mắc cỡ không? Nó đang ngoài đường mà nó thích là nó đứng nó nhảy. Quá trời người luôn đó chứ mà nó ngồi nó nhảy lặng nhảy à. Trời ơi dẻo dữ trời. Trời ơi dẻo ghê. Quá giỏi luôn. Ba lê mà bị cái dân ba lê là cái chân phải vậy đó. Dân ba lê là đi đâu cũng phải cho người ta biết là mình học múa ba lê ra. Đó thấy chưa? Dữ chưa, giờ này mua nhảy múa dữ lắm. Đó nữa nè. Trời ơi, đúng rồi. Ui chào ơi. Ui trời ơi, quá ba lê luôn. Trời ơi, ba lê kìa, dữ chưa? Cái đó là giống như là thằng lằn leo tường quá chứ đâu phải ba lê đâu. Ba lê lại coi, đúng rồi. Quá luôn, cái mẹ mới mua cái đầm bơi này quá đẹp luôn. Để đem qua phơi. Để đem qua phơi ra cái này mặc hay chưa? Để áo bơi đó.
Rồi đó, người ta tắm xong người ta đi ra, tới con vô đó. Vô trong đó người ta nói sao nghe vậy à? Ở nhà kêu làm không làm có được đời không? Nó luôn mẹ nữa. Rồi xích vô người ta làm chi không biết nữa. Trời ơi, nó nhìn Ngọc, Ngọc có nhìn nó không á. Quá hay, quá hay, quá hay. Quá hay. Number one à. Vậy chị mới chịu đó. Vậy chị mới chịu đó, chứ còn không nhìn chị không chịu đâu. Rồi bây giờ mình thi nha, mình thi coi ai tô đẹp hơn nha. Con tô cái con màu đỏ đó, con nhớ tô đừng có lem nha, con tô lem. Bây giờ mình vẽ xong rồi cái mình về mình cho ba. Bây giờ mình vẽ xong mình về mình cho ba coi, ba sẽ là người chấm điểm coi mẹ vẽ đẹp hơn hay là con vẽ đẹp hơn nha. Rồi ok, let's do it. Đó con đó, tại vì mẹ nó rồi ráng cố gắng sơn cho thiệt đẹp rồi về cái ba. Ba thấy mình trẻ đẹp và ba khen mình. Đó, con thấy mày sơn đẹp không? Bắt trước sơn giống mẹ đây. Hai mẹ con mình thi đấu với nhau nha. Rồi con làm đây nè, con làm nó ra ngoài rồi đó. Mom, từ từ, cẩn thận thôi con.